Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 20, từ câu 17 đến câu 28. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình, và dọc đường, người nói với các ông: "Này, chúng ta lên Jerusalem, và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoài nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy." Bấy giờ có mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: "Xin thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả thầy trong nước thầy." Đức Giê-xu bảo: "Các ngươi không biết các ngươi xin gì. Các ngươi có uống nổi chén thầy sắp uống không?" Họ đáp: "Thưa, uống nổi." Đức Giê-xu bảo: "Chén của thầy các ngươi sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả thầy thì thầy không có quyền cho, nhưng cha thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được." Nghe vậy, 11 môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: "Anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người." Quý vị và các bạn thân mến, trong đoạn tin mừng, hàng từ lên Jerusalem không chỉ để diễn tả một con đường, một hành trình. Đọc lướt qua, ta có cảm tưởng việc đi lên Jerusalem của Chúa giống như chúng ta đi một hành trình từ A đến B. Không phải như thế, nhiều lần tin mừng nhắc đến cụm từ này. Và khi nghe đến cụm từ này, chúng ta phải liên tưởng ngay đến cuộc đời và toàn bộ sứ vụ của Chúa Giê-xu. Toàn thời gian của Chúa Giê-xu là để lên Jerusalem, và sứ vụ của Chúa cũng là lên Jerusalem. Cuộc hành trình ấy dài đến 3 năm rao giảng. Con đường của hành trình ấy không phải là dân Do Thái rước Chúa vào thành như một vị vua với những lời tung hô, hoan hô con vua David đứng nhân danh Chúa mà đến. Hành trình đỉnh cao ở Jerusalem là trên đồi sọ với cái chết trên thập giá. Liên hệ với ý nghĩa của đoạn đầu của tin mừng hôm nay, chúng ta thấy toàn bộ ý nghĩa của lời loan báo của Chúa Giê-xu về cuộc khổ nạn của người. Người không ngại nói về cuộc khổ nạn đó cho các môn đệ, và càng không che giấu với các môn đệ thân tín nhất. Có một tâm thế sẵn sàng và cũng có một chương trình sẵn sàng, không hề thụ động, không hề bỡ ngỡ. Tất cả cần được chuẩn bị cho các môn đệ của người. Thế nên từ sứ mạng và hành trình của Chúa Giê-xu hôm nay, chúng ta hãy nhìn về sứ mạng và hành trình của mỗi người chúng ta là môn đệ, là Kitô hữu, là những người dấn thân cho một sứ vụ nào đó mà Hội Thánh mời gọi, là linh mục, tu sĩ nam nữ hay chỉ là tông đồ giáo dân. Ai rồi cũng phải sống hành trình và cuộc đời của mình với những ý nghĩa mà Chúa dành cho. Đỉnh cao là sự hiến tế với những hy sinh thầm lặng, có khi cám dỗ về sự hào nhoáng mà chúng ta khó bỏ qua cho cơ hội của mỗi mình để chúng ta khoe bản thân. Có khi chúng ta lao vào một hành trình thiếu chuẩn bị với tâm thế sẵn sàng, nên khi khó khăn, chống đối, bắt bỡ, chúng ta bỡ ngỡ, bỏ cuộc, thoái lui, thất vọng. Hay khi chúng ta không dám thi hành sứ mạng một cách công khai chính đáng, cám dỗ về danh vọng, hào nhoáng trong sứ vụ của chúng ta cũng giống như yêu sách của bà mẹ, những người con nhà GBD hôm nay. Nếu sống và hành trình của chúng ta còn đầy dẫy những yêu sách
và luôn bị cám dỗ bởi hào nhoáng cũng như sự thiếu chuẩn bị đó, chúng ta khó thi hành sứ vụ một cách trọn vẹn. Nếu giả như Chúa Giêsu cũng như thế, thì làm gì có thập giá và ơn cứu độ bằng cái chết hiến tế ấy? Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn theo gương Chúa, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng với thánh ý của Thiên Chúa, hầu luôn làm đẹp lòng Chúa.